Mẹ ôm con gái khóc nức nở vì nhớ con sau bao năm xa cách. Chặn đầu ô tô, người phụ nữ còn có hành động phản cảm khiến tài xế đỏ mặt. Hai người đàn ông bắt tay giảng hòa sau va chạm giao thông. Trộm vào nhà lấy liền hai xe máy dễ như ăn cháo. Bước chân vào ngưỡng cửa của tuổi 18, nhiều bạn trẻ bắt đầu hành trình tự lập bằng việc đi học xa nhà. Tới thành phố lớn với nhiều điều lạ lẫm, không người thân, do vậy cứ Tết đến là ai ai cũng ngóng chờ được bắt chuyến xe trở về quê đoàn tụ với gia đình. Nhưng điều này dường như khó khăn hơn với những du học sinh khi họ sống, học tập và làm việc ở một đất nước khác, mà việc đi hay về không phải là điều dễ dàng. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đi Nhật 4 năm, âm thầm về nước và thực hiện cách ly nhưng không báo cho bố mẹ. Vừa về tới nhà, người mẹ ôm chầm lấy cô, khóc nức nở vì nhớ con sau bao năm xa cách. Cư dân mạng ngay lập tức để lại bình luận sau khi xem xong khoảnh khắc xúc động này. Có lẽ đây là giây phút ấm áp và hạnh phúc nhất của gia đình. Bạn làm mình sắp khóc rồi, mình cũng 4 năm rồi đây. Có ai xem mà vừa khóc vừa cười không nhỉ? Những ngày cuối năm 2020 cũng đang cận kề. Hẳn nhiều người đang háo hức trong tâm trạng được về nhà với bố mẹ sau một năm xa nhà tất bật vất vả. Nhà luôn là nơi bình yên và luôn có người sẵn sàng ôm lấy ta vào lòng. Dù cho cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu là khó khăn, thế nên bạn ơi, đừng bỏ qua hay chần chừ cho chuyến đi đáng nhớ nhất năm nhé. Chuyến đi trở về quê nhà, nơi có bố mẹ đang mong chờ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình của ô tô ghi lại trong một ngõ nhỏ. Thời điểm đó, một người phụ nữ đang đi bộ lững thững trước đầu ô tô. Và dù tài xế bấm còi xin đường, nhưng chị này nhất quyết không nhường. Người phụ nữ vẫn cứ đi từ tốn chậm rãi, thậm chí là còn cố tình cản đường, mặc tài xế đang rất sốt ruột điều khiển xe chạy phía sau. Sau một hồi còi thúc giục tiếp, người phụ nữ vòng hai tay ra phía sau và có hành động phản cảm khiến tài xế đỏ mặt. Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận từ phía người xem. Theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 21 tháng 1 sau vụ va chạm giao thông, thay vì cãi vã ẩu đả, hai chủ xe đã có cách hành xử văn minh khiến nhiều người khen ngợi. Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội được camera ghi lại cho thấy một nam thanh niên che chắn phòng bị khá kỹ, đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang gần kín mặt để thực hiện hành vi trộm xe máy. Camera thứ nhất cho thấy hắn lẻn vào trong sân nhà dân, phát hiện chiếc xe không khóa, đối tượng nhẹ nhàng dắt ra ngoài. Cách đó khoảng 15 phút, hình ảnh camera thứ hai ghi lại cho thấy tên trộm đã di chuyển đến địa bàn khác. Lần này cổng nhà dân để mở hớ hình, chiếc xe máy đã khóa cổ nhưng nhanh chóng bị đối tượng dùng thủ thuật bẻ gãy nhanh như chớp. Vụ trộm diễn ra cực kỳ trót lọt, chiếc xe máy chỉ mất khoảng 1 phút phá khóa là bị dắt đi. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Người thì tỏ ra bất ngờ xen lẫn kinh ngạc vì cách hành nghề cực kỳ chuyên nghiệp của nam thanh niên này. Số khác thì chia sẻ tới bạn bè người thân mình để phòng ngừa cảnh giác. Chúng tôi là Sài Gòn TV và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để xem những đoạn clip camera nổi bật mỗi ngày.